Dạ thưa bà. Người bà muốn thuê con đã tìm được và cho mai phục ở ngã ba sông rồi. Tụi nó bắn súng rất là giỏi, chỉ cần một phát thôi thì ông Tư Trọng chắc chắn sẽ chết như ý muốn của bà. Mày im đi, đi ra ngoài. Dạ. Dạ. Tao biểu mày đi ra ngoài. Đi. Dạ bà. Chị ba, cô vào đây làm gì? Em có chuyện muốn nói với chị. Người như cô cũng có tư cách nói chuyện với tôi sao? Chị, kể từ ngày cô vì ba cái vinh quang giàu sang thối nát này mà cô phản bội lại tôi, phản bội lại con nhà này, thì cô phải xác định rằng cái giá phải trả là trở thành kẻ thù của tôi. Em biết là chị hận em luôn lắm, nhưng có chuyện này em nhất định phải nói với chị. Chị ba à, chị dừng lại đi, đừng để sai càng thêm sai nữa. Sai sao? Sai sao? Chẳng phải là do các người ép tôi à? Chẳng phải tất cả các người từng người một đẩy tôi vào con đường này sao? Mận à, muộn rồi. Nếu bây giờ em ngồi đây thì một lát nữa thôi, em sẽ còn nghe thêm được một tin động trời đó đa. Chị ba, chị nói gì vậy? Có phải chị đã thuê người giết cậu Trọng, đúng không? Chị mần chuyện đó thiệt sao? Chị điên rồi. Chị hãy kêu người của chị dừng tay lại trước khi quá muộn đi chị ba. Im đi. Kể từ ngày cậu ta bỏ rơi tao ở lại đây, để tao phải bị lừa gả cho tên anh hai vũ phu của hắn và cả một cái gia đình ghê tởm này nữa, thì tất cả mọi chuyện đã không thể nào quay lại như ban đầu được rồi. Ta phải sống tủi nhục ra sao, khổ sở ra sao mày biết mà Mận. Ngày đó khi Tư Trọng quay lại, tao mừng luôn lắm. Tao tưởng đâu cậu ta sẽ nhớt tao ra khỏi đống bùn lầy này. Nhưng không, khi tao cầu xin cậu ta nắm lấy tay tao cao chạy xa bay, cậu ta đã từ chối. Cái bản tính nhu nhược đó một lần nữa đã đẩy tao vào ngục tù rồi mày biết không? Con nhàn này có thù thì phải trả, bất kể là ai đi chăng nữa, hễ là những kẻ ngáng đường của tao thì đều phải chết. Người như cậu ta, ngay cả người con gái mình yêu nhất cũng không thể nào bảo vệ được, thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nhục nhã lắm. Thôi thì
Để tao giúp cậu ta. Tiễn đi một đoạn vậy. Mận à, lo mà sống cuộc đời còn lại của mày đi. Vì một chút nữa thôi, cái gia đình này cũng không thể nào cứu nổi mày đâu Mận. Vậy là cậu Trọng đã đoán đúng rồi. Cậu gửi em, nhờ em đưa cho chị bức thư này. Chị lo mà ngăn cản bọn chúng lại đi, không thì chị có hối hận cũng không có kịp đâu. Người đâu rồi? Nhàn à, anh biết là em hận anh lắm. Tư Trọng, khi ngày đó anh không thể cứu Tư Trọng em ơi ra khỏi dòng xoáy của những toan tính mưu mô, chỉ vì quyết định dội dàng đi nước ngoài học theo lời của anh hai, mà anh đã lỡ tay đẩy em vào tình cảnh này. Ngày anh trở về thì em đã trở thành bà ba của gia đình này rồi. Nhưng ở đời làm gì có chuyện em chồng lấy chị dâu chứ. Anh chỉ biết nhìn em kề cạnh anh hai khi con tim anh đầy sự hối hận và trách móc. Nay mọi chuyện đã đến mức này, anh không thể nào né tránh thêm được. Tư Trọng, nhà nghe, anh đã và vẫn luôn yêu em rất nhiều. Tư Trọng, nhưng tình yêu này không thể bù đắp được những tổn thương và tủi nhục mà em đã chịu. Nếu sự ra đi của anh có thể giúp em xóa bỏ đi hận thù trong em, thì anh cũng xin chấp nhận sự trừng phạt này cho tội lỗi của mình. Anh đã chuyển hết phần tài sản cuối cùng của mình cho em, và xin lỗi em vì anh không thể bảo vệ em suốt đời như đã hứa. Mong em sau này có thể quên hết những đau thương trong quá khứ, mà bình bình an an sống cuộc đời còn lại. Tự trọng mãi thương em. Một người đi chắc sẽ không quay trở lại, một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài. Không còn anh cùng em ở đây, ôm chặt em và tay nắm tay vai em gầy, đêm khuya lạnh lòng càng nhớ. Quên bao kỷ niệm ngày bình yên, có anh ở bên em.
để quên. Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn, nhưng nỗi buồn, những hạnh phúc trong em vẫn còn. Dòng đời nãy riêng em trai vai, phải vượt qua bao đêm đơn côi, giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi. Bởi vì em yêu anh người ơi, bởi còn đây bao nhiêu buồn vui, chính bên anh em mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa xôi, chỉ còn có em yêu anh thôi. Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi, vẫn chờ em yêu anh người ơi. Dù là thêm bao nhiêu thời gian, em chờ mãi em yêu anh. Dòng đời nay riêng em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi, giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi. Bởi vì em yêu anh người ơi, bởi còn đây bao nhiêu buồn vui, chính bên anh em mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa xôi, chỉ còn có em yêu anh thôi. Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi, vẫn chờ em yêu anh người ơi. Dù là thêm bao nhiêu thời gian, em chờ mãi em yêu anh. Vẫn chờ em yêu anh người ơi, dù là thêm bao nhiêu thời gian, em chờ mãi.